Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Kiều. Số điện thoại của cửa hàng có kết nối với Zalo là 0343 868186 hoặc 098 618 3445. Số điện thoại thì em có để ở góc trái màn hình nha mọi người. Thì trước khi vào video, em cũng xin kính chúc mọi người có một buổi chiều tối vui vẻ. Thì ngày hôm nay cửa hàng em lại lên cho mọi người ba con máy cắt cỏ và ba con máy cưa nha mọi người. Thì thuộc các dòng như là Robin, Makita, nói chung là cũng Robin đó mọi người, Makita, Shindawa, cưa thì có Echo và Sitin nha mọi người. Rồi thì cũng như thường lệ, trước khi vào video thì em cũng giới thiệu cái dòng nhớt bên em mọi người. Ở đây cái dòng Natawa nha, cái dòng này là dòng nhớt để pha với xăng để mình sử dụng mấy cái con máy cưa, máy cắt cỏ khi mua ở cửa hàng á. Anh em nào không muốn hoặc là lười ra tiệm á thì có thể lấy luôn chai này về để pha để sử dụng máy nha mọi người. Thì chai này là chai 1 lít, cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 80.000 nha. Anh em mua với máy thì có bao ship của máy, còn anh em mua lẻ thì cộng ship vô giùm em. Lấy số lượng thì gọi số điện thoại của cửa hàng nha mọi người. Rồi em cảm ơn ạ. Thì anh em nào địa chỉ của cửa hàng nằm gần Ủy ban Nhân dân Cư Huê, cả Đắk Lắk nha. Anh em nào ở gần có thể tới trực tiếp cửa hàng để ủng hộ giùm cửa hàng em ạ. Thì vào chủ đề chính mọi người, thì ngày hôm nay em lên cho mọi người một lô máy gồm cưa và cắt cỏ nha. Em vô con đầu tiên mọi người. Con đầu tiên là con Robin nha. Con này là NBKA262 nè. Con này công suất 26cc nha. Con này là ba lô nha mọi người. Ba lô đeo ba lô này mọi người. Còn nó thì siêu dài luôn, còn bẻ cong á, còn của ba lô á mọi người. Thì con này có tích hợp cho mình đề nè, nhưng mà em bao cái củ đề đồ, đường dây đồ, cái nhông đề, củ đề là bao không bể vỡ nha mọi người, vẫn còn hoạt động bình thường. Nhưng mà cái con này em không đấu pin, anh em nào lấy về thích đấu pin vô để đề thì đấu pin nha mọi người. Thì con này 26cc anh em lấy về đập cước được rồi nè, được cái con này le đỏ tự động nè mọi người. Chế nói chung thì cái con này là riêng nguyên bản nha mọi người, con nòng bọng đó nè, nó cực kỳ mới luôn nha. Con này thì mới lau sơ sơ bên phía ngoài thôi để nó cũng bụi mọi người. Thôi con này bình xăng trên nha. Rồi em test nổ luôn con máy á. Ba lô đề nha mọi người. Tiếng máy chạy cực kỳ khỏe nha. Khi đi em sẽ lắp công tắc đồ vô đầy đủ cho mọi người nha mọi người. Rồi con máy thì hình thức luôn còn đẹp lắm mọi người, 26cc nha. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 1.600.000 nha mọi người, 1.600.000 bao phí vận chuyển cho mình luôn. Một con máy Robin 26 nha. Con này công suất 26cc này, cái dòng Robin chạy thì cực kỳ lì rồi mọi người. Nếu ai ưa chuộng dòng Robin thì cũng biết được cái dòng Robin này chạy cực kỳ lì nha mọi người. Đó, 262 nha. Cái dòng này chạy rất là khỏe luôn nè mọi người. Rồi 1.600.000 bao phí vận chuyển nha mọi người. Rồi em xin phép qua con thứ hai ạ. Con thứ hai là con Makita nha, MM26 nha mọi người. Con này 26cc luôn nè mọi người, công suất khoảng 26cc. Mấy anh em muốn về đập cước thì phải lấy công suất từ 26cc nha mọi người. Ngoại hình của con máy thì khỏi phải chê mọi người ạ, cực kỳ mới luôn nha. Đồ thì nguyên thiên nguyên bản của máy hết. Mấy cái ron chế này mọi người vẫn còn rất là mới luôn nè. Đó, còn riêng nguyên bản của máy nha. Con này tay bóp hai chế độ nè mọi người. Mọi người lên đây mọi người thả ra là nó sẽ về nè. Còn mọi người lên mà mọi người bóp cái này lại là nó sẽ giữ ga lại, giống như ga chết nha mọi người. 26cc con Makita nha mọi người. Rồi em test nổ luôn con này cho mọi người ạ. Thank you.
con này tích hợp cái công tắc nằm đây nha mọi người, công tắc nhấn này, nhấn vô là tắt nè, giật lên mọi người cứ giật thôi, nên là muốn tắt thì nhấn vô nha mọi người. Rồi, con máy hình thức siêu mới siêu đẹp luôn, bình xăng vẫn còn trắng phao nè mọi người, nguyên riêng nguyên bản nha. Đó, mọi người coi nồng nè, cực kỳ trắng sáng nha mọi người. Ngoại hình của con máy là siêu đẹp rồi mọi người. Con này thì cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 1,8 triệu nha, 1,8 triệu bao phí vận chuyển kèm theo các món phụ kiện đi kèm nha mọi người. 1,8 triệu bao phí vận chuyển cho con Makita 26cc nha. Anh em nào ưng con này chạy cực kỳ khỏe luôn nè mọi người. Cực kỳ khỏe, cực kỳ bóc luôn. Được chế Nhật đi nguyên bản thì chạy cực kỳ tiết kiệm xăng luôn nha mọi người. Thôi, 1,8 triệu bao phí vận chuyển nha. Em xin phép qua con số 3. Con số 3 đây mọi người. Con số 3 là con Shindewa nha. Ngoại hình của máy thì vẫn vậy nha mọi người. Đồ thì nguyên thiên nguyên bản. Đó, nồng bọng nè mọi người. Máy ngoại hình rất là mới, rất là đẹp nha mọi người. Sử dụng chế riêng nguyên bản của máy nè. RM1027 nha. Con này công suất 27cc nha mọi người. À, đây mọi người, công tắc nằm đây nha. Lên là mở và xuống là tắt nha mọi người. À, con này tay ga bóp hệ nè mọi người. Bóp này là kiểu như cái này là kiểu khoáng toàn á. Mọi người kéo lên là bóp không ăn ga nha. Kéo hết xuống giùm em. Đó, ở bóp là ăn ga bình thường nè. Đó, nguyên riêng nguyên bản nè, cái cần của nó còn cực kỳ đẹp. Còn cả cái tem Nhật luôn nè mọi người. Tem công ty gì á. Suzuki gì nè mọi người. Rồi, 1027 nha. Con này công suất 27cc thuộc dòng Shindewa. Cái dòng Shindewa thì chạy lì mọi người cũng biết rồi. Cái dòng Shindewa là cái thương hiệu đứng nhất nhì ở bên Nhật đó mọi người. Em test nổ luôn con máy cho mọi người nghe. Chạy cực kỳ lực luôn nha mọi người. Công suất 27cc. Mọi người lấy về đập cước là Vivu rồi nè mọi người. Đồ riêng nguyên bản. Ngoại hình cực kỳ mới luôn nha mọi người. Rồi, cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 2 triệu nha. 2 triệu bao phí vận chuyển. Một máy 27cc nha mọi người. Rồi em xin phép qua mấy con máy cưa. Con số 4 nha mọi người. Con số 4 là con... con số 4 là con CS3411G nè. Con này thuộc dòng Echo nha mọi người. Echo Curit nè. Ngoại hình của nó màu nâu cam nè mọi người. Ngoại hình thì cực kỳ mới nha. Đồ nguyên trong, nguyên riêng, nguyên bản. Đây, nồng bọng nè mọi người. Đó, sử dụng hai ốc xiết lam nha. Tăng sên này mọi người. Đồ nguyên riêng nguyên bản, ngoại hình cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Công suất thì khoảng 34cc nha. Phù hợp cho anh em sử dụng gia đình và khai thác nhỏ nha mọi người. Rồi em test nổ luôn. À, con này tích hợp cho mình vú bơm xăng nè mọi người, giúp hỗ trợ xăng lên nhanh hơn nha. Le thì le gió tự động nè. Đó, mọi người kéo ra gì là đóng le nè. Đẩy vô là hỗ trợ 30% ga nha. Khi mọi người bóp lại là nó sẽ trở lại bình thường. Rồi, con này có hỗ trợ cho mình trợ lực nhỏ nha mọi người. Mọi người giật nó sẽ nhẹ hơn đó mọi người. Rồi, em test nổ luôn con máy á. Hồi nãy đóng le vô nó hỗ trợ 30% ga mọi người. Lần giật thứ hai là không hỗ trợ, garanti thì thầm nha. Đó, đi với nó là cây lam nè, siêu đẹp nha mọi người. Làm hoạt động bình thường nha. Tại khi đi em sẽ lên cho mọi người sẽ xích mới nha mọi người. Về mọi người chỉ việc sử dụng thôi. Khóa sên con này hoạt động bình thường nè mọi người. Đó, khóa sên hoạt động bình thường. Ngoại hình con máy thì siêu mới rồi mọi người. Siêu đẹp luôn. Em khui vô bên trong cho mọi người.
Đó, ngoại hình nè mọi người, nó cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái lọc gió mọi người coi nè, chưa có một vết dơ với chạy gì hết nha mọi người. Nồng bọng nè, đồ thì nguyên riêng nguyên bản hết nha. Máy ngoại hình và nội thất bên trong là cực kỳ mới luôn nha mọi người. Con này cửa hàng em để cho mọi người mức giá là 2.8 triệu nha, 2.8 triệu bao phí vận chuyển. Một con máy siêu mới siêu đẹp luôn mọi người. Được cái dòng Echo nữa thì nó chạy cực kỳ tiết kiệm xăng cho mình luôn nha. Cái dòng này chạy rất là tiết kiệm xăng cho mình luôn nè. 2.8 triệu bao phí vận chuyển nha mọi người. Rồi em xin phép qua con tiếp theo ạ. Rồi em xin phép qua con tiếp theo nha mọi người. Con số 5 nha mọi người. Con này thì thuộc dòng Sittin nè. Con này 036 nè mọi người. Đây, khóa sên hoạt động bình thường. Đây, công suất của nó là 61,5cc nha mọi người. Trọng lượng khô của máy là 5,9kg nè. Đó, 61,5, công suất hơn 60cc. Mọi người đi khai thác lớn được rồi nha mọi người. Cái con này để cho anh em đi khai thác lớn nè. Đó, ngoại hình của con máy là siêu mới, siêu đẹp luôn nha mọi người. Đồ thì riêng nguyên bản hết. Rồi, em test nổ luôn con máy á. Tiếng nổ của nó thì thầm luôn nha mọi người. Hồi nãy đó bóp chạy cực kỳ lực luôn. Công suất hơn 60cc á, anh em đi khai thác cổ lớn được rồi nha. Đó, Sittin Made in Germany nè mọi người. Đó, hình thức của máy nguyên riêng nguyên bản hết nha. Con này mọi người liên hệ giùm em với nha. Con này số tiền lớn, mọi người liên hệ giùm em với. Rồi, em qua con tiếp theo ạ. Con tiếp theo là con Sittin 038 AV Magum nha mọi người. Cái đời này là đời cao nhất của cái con 038 AV nè. Đó, tay nhựa nha mọi người. Ngoại hình của con máy đó. Đó, ngoại hình của con máy khá là sáng nha mọi người. Màu sắc là vẫn còn tươi lắm nè. Đồ thì nguyên riêng nguyên bản hết. Khóa sên hoạt động bình thường nè mọi người. Con này 72cc nha. Trọng lượng khô của máy là 6,5kg. Con này công suất hơn 70cc. Anh em đi khai thác chuyên nghiệp được rồi nha mọi người. Hơn 70cc. Con này là đời cao nhất của dòng 038 á mọi người. Đời Magum nha. Đó, ngoại hình của con máy. Rồi em test nổ con máy luôn ạ. Con máy tiếng nổ rất là bốc nha mọi người. Đó, hơi giật cực kỳ năng luôn nè. Hồi nãy đó giật cắm đầu luôn đó mọi người. Hơi giật rất là năng nha. Đó, con này thì mọi người liên hệ giùm em với nha. Đó, mấy con số tiền lớn thì mọi người liên hệ giùm em với, anh em trao đổi. Cái con 038 này với cái con 036 á mọi người. Thì hai con này mọi người liên hệ giùm em. Hai con này đi chung với máy thì cây lam 5 nha mọi người. Lam 5 Latin. Cây lam 7 á. Lam 5 Latin nha. Rồi thì ngày hôm nay em lên cho mọi người ba con máy cưa và ba con máy cắt cỏ. Mọi người hợp nhãn em nào thôi, có thể gọi điện số trực tiếp của cửa hàng để liên hệ với cửa hàng nha mọi người. Hình thức mua bán ở bên cửa hàng thì ship COD, em xin mọi người cọc 200 ạ. Rồi cho em xin số điện thoại và địa chỉ, em gửi hàng cho mọi người nha. Rồi em cảm ơn mọi người ạ. Chào mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo ạ.